Xin thưa mời kính chào toàn thể tất cả quý vị và các bạn, các bác và anh em đang cùng quan tâm, truy cập và theo dõi video trên kênh YouTube của phụ kiện audio. Mọi thông tin chi tiết về tư vấn phối ghép lắp đặt trong hệ thống ra âm thanh cũng như là trực tiếp đặt hàng tất cả những cái mẫu mã sản phẩm mà phụ kiện audio quay lên giới thiệu, các bác và anh em có thể nhắn tin, gọi điện cũng như là kết bạn Zalo với em qua số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình ở đây: 0835 31 8889. Nhắn tin, gọi điện hoặc là trực tiếp kết bạn Zalo và trước khi vào nội dung chính của video ngày hôm nay thì quý vị và các bạn đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh cũng như là bật nút chuông thông báo ngay phía bên cạnh để có thể thường xuyên cập nhật được những video mà phụ kiện audio quay lên mỗi ngày. Các bác và anh em thân mến, cách đây độ khoảng một vài tuần thì em có quay lên giới thiệu đến với tất cả các bác và anh em một cái mẫu dây loa Proteria hàng bãi Nhật đó chính là bản dây 4C 17 AVG, bản dây 80.000 đồng một mét để các bác và anh em về làm dây loa rất nhiều các bác và anh em đã mua sắm những cái sợi dây đó và về chúng ta chơi rồi và cho lại những cái đánh giá rất là tích cực về cái dòng dây đấy và tiếp tục ngày hôm nay là một mẫu dây của proteria hàng bãi nhật nữa nhưng mà ngày hôm nay sẽ là mẫu dây tín hiệu âm thanh những cái bộ dây av hay còn gọi là dây rca dây bông sen và những cái bộ dây canon được cái như này để các bác và anh em chúng ta cùng nhau xem tham khảo lựa chọn mua sắm phối ghép cho thiết bị giá âm thanh của mình về màu sắc bên ngoài của dây thì ngày hôm nay sẽ có hai phiên bản màu sắc là màu ghi xám và màu vàng ở giữa như này riêng về cái phôi bản dây màu vàng này thì nó rất là đặc biệt thế nên là cái số lượng của nó không có nhiều thực chất là cái số lượng là có bao nhiêu em đã bày hết lên trên này để quay lên giới thiệu đến với tất cả các bác và anh em rồi và toàn bộ thì em đã DIY đầu rắc AV, rắc bông sen vào rồi. Còn một chút cái phôi dây ngắn ngắn như này thì tí nữa em sẽ tuốt dây ra để giới thiệu đến với tất cả các bác và anh em sau. Còn về mẫu phôi dây màu ghi xám này thì còn rất là nhiều như này. này, còn rất là nhiều. Ở đây thì em cắt một cái đoạn phôi dây ra để quay giới thiệu đến với tất cả các bác và anh em thôi. Còn dây màu ghi xám thì có thể là làm kích thước theo các bác và anh em chúng ta yêu cầu, dài ngắn theo chúng ta yêu cầu. Còn dây màu vàng thì mặc định của nó ở đây là những cái bộ đã dài sẵn một mét như này rồi. Và đây là có bao nhiêu là em bày hết ở đây rồi. Chỗ này chắc được khoảng được 6 7 bộ là hết. 6 7 bộ dây AV là hết. Và ngay bây giờ thì em sẽ giới thiệu chi tiết đến với tất cả các bác và anh em về cái bản dây này. Màu màu sắc bên ngoài dây là màu vàng này và một bộ dây của nó thì sẽ gồm là hai sợi và bốn đầu rắc. Dây Pro Taria hàng bãi Nhật để em lấy một bộ ra giới thiệu đến với tất cả các bác và anh em nhé. một bộ của nó thì sẽ gồm là hai sợi, bốn đầu rắc như này. À, giới thiệu đến với tất cả các bác và anh em này một bộ của nó sẽ gồm là hai sợi và bốn đầu rắc như này. Dây bên ngoài rất là mềm của các bác và em nhá. Dây bên ngoài cực kỳ mềm luôn, cả dây bản dây mù ghi cũng thế. Vỏ dây bên ngoài của nó rất là mềm dẻo, linh hoạt như này. Và trên dọc chiều dài của dây thì nó sẽ có mã của dây. Đầu tiên là AVKM một tiêu chuẩn. Đấy, AVKM là một tiêu chuẩn đo lường tiết điện dây của Mỹ, có trên dây của Nhật E41447V này, style 20276. 80C. 80C ở đây có nghĩa là cái vỏ bên ngoài này chịu được cái nhiệt độ lên tới là 80 độ C. Đấy, V, V1 Proteria LF bản dây tín hiệu âm thanh hàng bãi Nhật của Proteria và đầu rắc ở đây em chọn DIY là đầu rắc AV Hitachi. đầu rắc AV Hitachi thì cắm rút cực kỳ êm ái và toàn bộ đầu rắc đều là chân đồng xịn như này các bác và em nhá. Toàn bộ đều là rắc đồng xịn như này, cắm rút rất là êm ái như này. Đấy, lấy một bộ đầu giải mã ra cắm thử cho các bác và anh em xem này. Cắm vào này, nó rất là êm mà nó không bị uh, lỏng lẻo các bác và em nhé Để tránh tình trạng khi mà chúng ta cắm vào bất cứ một cái thiết bị nào cũng thế Cắm vào mà nó bị lỏng lẻo Nó sẽ gây ra cái tình trạng là bị UC, -si, loẹt xoẹt tín hiệu đấy Cái đầu giác AV Hitachi này thì nó ôm trọn vào thiết bị như này Để tránh tình trạng bị UC, uh, -si, loẹt xoẹt tín hiệu Sau à, khi các bác và anh em chúng ta sử dụng Ở đầu giác này thì cái viên bên ngoài này rất là dày Và có nhiều khứa cắt như này giúp uh, tăng độ uh, tiếp xúc đấy. Đầu giác AV Hitachi, đầu giác uh, chân đồng như này dây Proteria bản dây màu vàng các bác và em nhé Bạn thì em sẽ tuốt cái phôi dây để để các bác và anh em xem cái lõi dẫn bên trong thì các bác và anh em sẽ thấy ngay cái độ đặc biệt của dây nó như thế nào đây là dây AV một bộ của nó dài một mét các bác và em nhé một bộ dài một mét như này Đấy, bản dây màu vàng và bên này là những cái bộ dây cũng là dây AV Proteria nhưng mà dây này bên ngoài nó là màu ghi dây Proteria các bác và em nhìn lại đây dây Proteria đây là bản 2 trên 22 các bác và em nhé vỏ bên ngoài chịu được nhiệt độ là 80 độ C này dây Proteria đầy đủ mã trên dây ở trên này Đấy. và dây có tiết diện là 22 AVKG 2 trên 22 và 22 AVKG TR64 Đấy, cũng là DIY đầu giác AV Hitachi chân đồng xịn sò như này để các bác và anh em chơi một bộ như này thì có chiều dài là một mét thông thường thì em sẽ làm được cái bộ mà có sẵn những cái chiều dài một mét như này còn đâu là nếu như mà các bác và anh em chúng ta cần cái độ dài ngắn theo yêu cầu thì có thể là nhắn tin gọi điện cũng như là à, trực tiếp yêu cầu em sau đấy còn mặc định thì em sẽ làm những cái bộ dài một mét như này đây là những cái bộ dây AV còn bên này là những cái bộ dây uh, Canon thực cái dành cho các bác và anh em ghép cho những cái dàn karaoke kết nối từ vang số xuống đẩy chẳng hạn đấy đầu Canon đực ba chân này đầu Canon cái ba lỗ toàn bộ những cái đầu rắc em tuyển chọn để DIY dây thì đều phải là đầu rắc chân đồng để cho những cái tiếp xúc nó tốt nhất những cái bộ này thì cũng là chiều dài là 1 mét dây uh, proteria cái bản dây này thì nó cũng giống hết như là uh, cái bản dây uh, ghi bản dây AV kia dây đầu rắc Canon được cái còn bây giờ thì em sẽ tuốt cái phôi dây ra để các bác và anh em xem nhá đầu tiên thì em sẽ tuốt cái Thôi dây màu ghi trước đi Cái dây màu vàng này nó khá đặc biệt Cái gì đặc biệt thì em sẽ để đến cuối cùng Giới thiệu đến với tất cả các bác và anh em sau Dây màu ghi trước để các bác và anh em xem trước Dây màu ghi này các bác và anh em nhìn Cái vỏ bên ngoài nhá Cái vỏ bên ngoài này Rất là dai mềm như này Rất là mềm dẻo các bác và anh em nhá Uốn éo linh hoạt như này và sờ đây có rất là hơi sần sần này bởi vì cái vỏ bên ngoài này ôm rất là trọn là cái sợi dây bên trong em tuốt cái vỏ bên ngoài ra thì các bác và anh em xem này dây này thì cực kỳ đẹp tuyệt vời luôn dây bản proteria Đấy, vào bên ngoài ôm rất là chắc và dây vào bên ngoài rất là dài và các bạn nhá rất là dài nhựa vỏ nhựa bên ngoài rất là dài và bên trong này là lớp áo chống nhiễu các bạn nhá lớp áo chống nhiễu rất là dày dặn như này Đấy, để khử nhiễu xả nhiễu toàn bộ ra bên ngoài để tránh tình trạng là khi mà chúng ta nghe nhạc nó bị u xì loe và bên trong bản dây này thì nó sẽ gồm là hai lõi dẫn để tốt cái lớp uh, sắc dán bên ngoài ra hai dẫn và dây bên trong thì họ sẽ xoắn xoắn cùng một chiều lại như này với nhau các bạn nhé chứ không phải là hai sợi dây đi song song đâu mà họ xoắn lại một chiều xoắn tròn lại với nhau như này để tạo ra cái chống nhiễu Đấy, rất là hay luôn ở bên trong này là bản dây hai lõi để em tuốt cái lõi ra các bác và anh em xem dây này thì lõi của nó là lõi đồng tơ mạ bạc các bác và em nhé lõi đồng tơ mạ bạc rất là đẹp này em sẽ quay cận cảnh đây các bác và em xem cái chất lượng đồng ở bên trong này đồng tơ mạ bạc Đấy, nhìn nghiêng ra một chút như này là chúng ta sẽ ngay cái ánh đồng của sợi dây này bản dây đồng tơ mà bản cực kỳ đẹp như này bản dây màu ghi chống nhiễu dây này vỏ dây bên ngoài rất là mềm dẻo linh hoạt như này Đấy, đây là phôi dây của bản dây màu ghi còn đây là bản dây màu vàng bản dây màu vàng này thì uh, phôi dây bên trong nó đặc biệt hơn rất là nhiều Đấy. dây thì rất là mềm dẻo dây proteria màu vàng rất là đặc biệt như này rất là hiếm khi các bạn nhé lâu lắm rồi mới về mới có những cái bản dây mà nó chất lượng như này để giới thiệu đến với tất cả các bác và anh em vỏ dây bên ngoài cũng rất là dẻo dai như này đấy, lớp áo chống nhiễu này rất là dày dặn không có một kẽ hở nào luôn các bác nhé kể cả mũ dây mũ ghi này ông thấy lúc nãy em quay cho các bác và anh em xem đấy các bác và anh em thể tua lại chúng ta xem lại một lần nữa là nhìn này cái lớp áo chống nhiễu nó không có một kẽ hở nào luôn đấy, hãng họ làm rất là tỉ mỉ chỉnh chu như này đấy, tốt ra tốt ra bên trong này nó không chỉ làm lớp áo chống nhiễu mà nó sẽ có một cái sợi đồng đây, em sẽ trước khi bỏ cái sợi đồng trục ta em sẽ quay một vòng để các bác và anh em xem này Đấy, có một cái sợi đồng trục bạc quấn xung quanh quấn xung quanh cái sợi dây này đấy. một sợi đồng trục bạc quấn xung quanh sợi dây như này các bác và anh em đi này cái đấy cái sợi đồng trục bạc rất là đặc biệt luôn thế nên mới nói là các bạn dây màu vàng rất là đặc biệt này ngay từ đầu đã nói với các bác và anh em rồi và bên trong này sẽ có lớp dây chống ẩm này dây chống ẩm cho dây này lớp dây chống ẩm cho dây và bên trong này rất nhiều những cái sợi dây dù như này để cố định dây để tránh tình trạng bị co giãn dây trong quá trình chúng ta sử dụng và bên trong này nó cũng sẽ là gồm hai lõi hai lõi toàn bộ lõi bên trong là đồng tơ mà bạc và họ cũng xoắn lại cùng một chiều với nhau các bạn nhé Đấy. lõi đồng tơ mà bạc rất là đẹp như này có một sợi đồng trục này Đấy, có một sợi đồng trục quấn xung quanh những cái lõi dẫn và lớp áo chống nhiễu thì rất là dày dặn không có một kẽ hở nào Đấy. rất là đẹp như này bản dây và những cái bộ dây như này em bán cho các bác và anh em với mức giá cực kỳ hợp lý Đấy, chỉ từ là 250.000 đồng một bộ các bác và anh em nhé 250.000 đồng một bộ như này Đấy, một bộ dây AV gồm hai sợi và bốn đầu rắc như này dây màu vàng này dây màu ghi này như thế kia thì đều là 250.000 đồng một bộ một bộ sẽ gồm là hai sợi và bốn đầu rắc như thế hai sợi và bốn đầu rắc như này dây canon cũng thế 250.000 đồng một bộ dài 1 mét còn các bác và anh em yêu cầu cái độ dài ngắn hơn anh em sẽ nhắn tin trực tiếp cho em thì em sẽ thông báo lại mức giá cho các bác và anh em sau một bộ thì là 250 000 đồng còn hai bộ khi mà các bác và anh em mua hai bộ thì mức giá chỉ còn là 470 000 đồng thì em sẽ bao ship toàn bộ cho các bác và anh em và mọi thông tin chi tiết về đặt hàng sản phẩm các bác và anh em có thể nhắn tin gọi điện cũng như là kết bạn zalo trực tiếp với em qua số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình 0835318889 nhắn tin gọi điện hoặc là trực tiếp kết bạn zalo và nếu như mà các bác và anh em ưng ý sản phẩm và muốn đặt hàng trực tiếp đặt hàng đặt hàng nhanh sản phẩm thì việc nhắn tin cho em là anh muốn mua bộ dây AV bãi nhật màu vàng hoặc là anh muốn mua bộ dây AV bãi nhật màu ghi chẳng hạn ấy thì em sẽ nhắn tin gọi điện cũng là tư vấn lại đến với tất cả các bác và anh em và anh xin chào và hẹn gặp lại toàn thể tất cả các bác và anh em ở những video tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại